Viettel, em xin phép là sẽ mang đến anh chị dịch vụ chữ ký số Viettel CA. Đây là dịch vụ đến từ nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đầu tiên và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Dạ vâng ạ, với dịch vụ chữ ký số Viettel thì áp dụng công nghệ tiên tiến nhất này, tốc độ xử lý ký duyệt nhanh và ổn định, an toàn và bảo mật tuyệt đối luôn. Còn với CA thì là công nghệ duy nhất có tính pháp lý và được pháp luật công nhận, kết nối tích hợp hầu hết các hệ thống ứng dụng chữ ký số hiện nay, giúp chúng ta có thể là ký kết nhiều loại giao dịch điện tử khác nhau như là kê khai thuế điện tử này, hay là hóa đơn điện tử này, bảo hiểm xã hội điện tử, hải quan điện tử đấy ạ. Và chúng ta có thể là ký duyệt văn bản, hợp đồng, báo cáo online mọi lúc mọi nơi, thay cho cả chữ ký tay thông thường, và đặc biệt là mình có thể là ký kết rất nhiều các loại văn bản cùng một lúc luôn. Và hiện tại thì bên em đang có hệ thống nhân viên và cửa hàng trên toàn quốc sẵn sàng ký hợp đồng và cũng như là tư vấn cho mình sau khi mà ký hợp đồng đấy ạ. Và ngoài ra thì Viettel đang có chương trình, đó chính là miễn phí thiết bị USB token kèm theo gói cước cho khách hàng nữa đấy ạ. Mọi chi tiết vui lòng truy cập website viettel.vn/sme hoặc liên hệ số hotline 1800 8168.